Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Mẹo Vặt Máy Tính của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách để mọi người có thể cài lên Windows 11 cho tất cả các máy luôn nhé. Kể cả các bạn đủ tiêu chuẩn hay không đủ tiêu chuẩn thì có thể dùng cách này của mình. Nhưng mà mình khuyến khích mọi người thì vẫn là chỉ lên nên upgrade lên Windows 11 trong trường hợp là máy tính của các bạn đủ điều kiện. Thì đây, đầu tiên các bạn sẽ tải cho mình cái PC Health Check trước để các bạn kiểm tra nhé. Đây, đầu tiên các bạn tải cái này về PC Health Check. Rồi, các bạn cài đặt. Cái này nó sẽ kiểm tra xem là máy tính của mọi người có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Microsoft để có thể cài đặt lên Windows 11 hay không. Rồi, giờ mình check nào này. Đây, rất nhiều cái này, này. Giờ TPM chưa bật, RAM có 3 GB, không đạt điều kiện. Khi các bạn chạy phần mềm này nhé. Các bạn chỉ cần nhìn một trong những cái này mà ít như này thì các bạn sẽ có thể áp dụng cách này đấy. Còn khi ví dụ chỉ chấm vàng này thôi, tức là máy của các bạn có thể bật cho nó chuyển thành xanh được. Còn nếu mà đã ít như này ấy đấy, thì các bạn có thể dùng cách cái này của mình để có thể cài lên Windows 11 trong trường hợp là máy của bạn không đủ điều kiện, như mình là không đủ điều kiện này, có 3 GB rồi đúng không. Đến đây thì ok, lần này các bạn cũng không cần bật TPM làm gì vì cái này cũng đã không đủ điều kiện rồi, thì bật lên thì vẫn là không đủ điều kiện thôi đấy. Sau đó các bạn sẽ vào tải tiếp cho mình một cái phần mềm nữa. Đây chính là phần mềm giúp mọi người có thể cài Windows 11 không cần USB nhá, chỉ cần tải và cài đặt phần mềm này thôi. Đấy, tức là nó có tên là Win2 HDD. Mọi người download về. Thấy chưa? Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt. Phần mềm rất là hay, mọi người chỉ cần cài phần mềm thôi, không cần phải USB nhá. Không cần USB vẫn có thể cài được lên Windows 11. Rất là đơn giản. Sau khi đã cài phần xong phần mềm Win2 HDD thì các bạn cần một phiên bản Win 11 đúng không? Thì đây các bạn làm theo hướng dẫn này của mình để có thể tải được Win 11 bản chính thức từ Microsoft nhé, bản chính thức luôn. Không phải là trang nọ trang kia gì cả, các bạn lại theo cái đường link của mình. Các bạn vào trang của Microsoft thì có hai cách để có thể có bản cài Win 11 chính thức. Cách một, các bạn dùng Media Creation Tool. Đây, các bạn download tool về. Có hai cách nhé. Cách này thì các bạn sẽ có một bản Win chuẩn đây. Đây các bạn accept này. Đấy. Đấy nhá, đây nó sẽ recommend cho mình một phiên bản Windows 11 phù hợp với lại cấu hình máy. Các bạn click tiếp. Đây, ở đây các bạn chọn ISO file, tức là nó sẽ tải xuống cho bạn dưới dạng ISO. Thì cái dạng ISO này chính là cái mà cái phần mềm Win HDD cái nó cần để có thể cài đặt cho các bạn. Và một điểm lưu ý là đây, các bạn lưu ở ổ khác nhé, lưu ở ổ khác, ổ C đấy. Nhưng mình sẽ lưu sang cái ổ này đây, như vừa nãy mình đã tải rồi này. Đấy, các bạn lưu xong các bạn ấn save vào lại đấy, thì cái quá trình này nó sẽ tiến hành. Ok đấy, nó sẽ process tải xong cho các bạn lên 100%. Rồi, còn một cách nữa đó là các bạn kéo lui xuống là download luôn Win 11. Cái này thì không biết là về sau Microsoft có bỏ cái phần này đi không, nhưng mà mình thấy cách này là ok này. Các bạn download đấy, download đấy, chọn ngôn ngữ các bạn muốn. Ở đây không có tiếng Việt thì các bạn có thể tải tiếng Anh, sau đó chuyển ngôn ngữ cũng được. Đấy, sau đó confirm. Đấy, đây các bạn tích này, download. Đấy, nó sẽ tải về cho các bạn. Giờ rất là nhanh luôn, tốc độ mạng khủng khiếp luôn. Mình thì mình hiện tại mình thấy cái thứ hai này này, này download thẳng này là ok nhất. Còn mình cũng để một cái link ở dưới phần mô tả để cho mọi người có thể download luôn. Nếu mà mọi người không thích tải theo hai cách kia thì cái này của mình thì mình cũng tải từ trang của Microsoft thôi. Các bạn em gặp mình sẽ để ở Google Drive vào rồi nhá. Sau khi đã cài đặt Win2 HDD này, đã có file ISO Win 11 này, thì các bạn tiến hành chạy phần mềm. Ở đây có một thông báo là đây là phiên bản mới nhất mình đã có. Thì các bạn ấn reinstall Windows này, các bạn ấn image file, các bạn chuyển đến cái thư mục và các bạn cái ổ đĩa nhá. Nhớ là cái bản ISO này không được để ổ C, ổ cài Win nhé, mà phải để sang một ổ khác. Nhớ đấy nhá, không là hỏng hết đấy. Đây, các bạn chọn, nhấn nút vào để chọn. Thì ở đây nó có các phiên bản. Đây là mình tải theo Media Creation Tool. Còn nếu các bạn tải thẳng ấy theo cái đường link theo cách thứ hai thì nó sẽ rất có nhiều phiên bản hơn. Đấy. Nó có thêm cái Pro Education này, Educational này, mình lại Pro for Workstation và Pro là for Workstation. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo. Như mình thì mình là bản của mình đã là Pro thì mình sẽ chọn Pro. Bạn là bản Home thì chọn Home. Đấy, Education. Đấy. Chà, chọn Next. Chọn nhá, bản phiên bản các bạn muốn cài đặt nhá, xong chọn Next.
Đấy, nó tự chọn ổ cài win cho mình rồi. Như đây là ổ C này, tự chọn cho mình luôn rồi. Legacy, đây là nó ghi là Legacy thôi, nhưng mà xong cài xong thì vẫn là chuẩn UEFI. Đây, chú nhờ mọi người xem nhé. Certain information đúng không? Đây là UEFI đúng không? Nhưng mà đây kể cả chọn Legacy xong vẫn là UEFI thôi. Next này. Đấy, bây giờ nó sẽ cần vui một cái WinPE, cái ảnh của WinPE. Nó sẽ mất một vài phút. Có muốn tiếp tục không? Thì mình sẽ chọn Yes này. Đây này, tất cả data ở trong cái và ổ C này sẽ mất hết. Tức là đây là mình sẽ cài mới mà, đúng không? Cài mới nhé, các bạn nhớ là cài mới. Thì tất cả dữ liệu ổ C sẽ mất. Còn nếu mà các bạn muốn nâng cấp lên thôi, chỉ muốn nâng cấp lên mà giữ nguyên data, thì các bạn tham khảo cái cách một video khác của mình. Nhưng mà cách đấy thì lại dùng cho trường hợp là đủ điều kiện cơ. Hơi lằng nhằng. Đủ điều kiện theo yêu cầu của Microsoft ấy. Mọi người ấn Yes. Bây giờ mình sẽ ấn Yes để khởi động lại máy. Bây giờ quá trình cài đặt đang diễn ra nhanh lắm, mình thấy cái này khá là nhanh luôn. Tùy vào cấu hình máy, lúc bạn làm ổ SSD thì quá nhanh luôn. Rồi, quá trình khởi động đang diễn ra sau khi nó cài đặt xong. Thấy rất là nhanh. Trời, logo của Queen 11 nhanh đúng không các bạn? Bây giờ chỉ còn một vài thao tác nữa thôi. Chọn luôn country. Đây, đồng ý với thỏa thuận. PC name. Mọi người đặt tên cho cái máy tính của mình. Là mọi người cài đặt cho người dùng cá nhân hay là cho công việc hay trường học. Mình thì là người dùng cá nhân, chọn cái đầu tiên. Rồi, đây là mọi người đăng nhập tài khoản của Microsoft. Mọi người lên tạo cho mình một cái tài khoản Outlook này để cho tụi mình đăng nhập nhé. Sau này mình tải app từ cửa hàng các thứ ấy, thì nó sẽ lưu lại trên mail. Sau này mình đăng nhập đi đâu hoặc là mình cài đặt trên các máy tính khác thì nó sẽ đồng bộ lại cho mình. Nó tương tự như là mail trên iOS hay là trên Android thôi. iOS thì là iCloud, còn đâu Android là Gmail đấy. Đây, ok, mail cũ của mình đang nhập trên máy tính Win 11 khác. Thì đây nó có hỏi là có muốn nó khôi phục lại không. Nhưng mà không, mình sẽ để là cài đặt mới những cái setup của cá nhân của mình ấy. Để skip thôi. Nó hỏi là mình có muốn backup lưu dữ liệu ở file trên OneDrive và không. Thì mình khuyên mọi người lên chọn là không, tại vì nó chỉ có 5GB thôi. Lưu tí là đầy, phiền lắm. Có muốn dùng thử Microsoft 365 không? 99 đô 15. Xin chào.
Nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.